Klopp xác lập cột mốc mới ở trận thứ 82 dẫn dắt Liverpool tại các cúp châu Âu. Huấn luyện viên Klopp giúp Liverpool vô địch Champions League năm 2019, về nhì các năm Á quân năm 2018, 2022 và đoạt siêu cúp châu Âu 2019. Ông còn cùng Liverpool vào chung kết Europa League năm 2016, nhưng thua Sevilla 1-3 tại Basel. Klopp vượt qua thành tích của Rafa Benitez khi có 49 trận thắng ở mặt trận châu lục khi dẫn dắt Liverpool giai đoạn năm 2004 đến năm 2010. Giống Klopp, Benitez cùng Liverpool đoạt một Champions League và một siêu cúp châu Âu vào năm 2005. Bob Paisley thắng 39 qua 61 trận dẫn dắt Liverpool ở đấu trường châu Âu giai đoạn năm 1974 đến năm 1983, đoạt 3 cúp C1 châu Âu. Trong khi đó, Bill Shankly, người tiền nhiệm của Paisley, giúp Liverpool thắng 34 trong 65 trận và đoạt danh hiệu châu Âu đầu tiên cúp UEFA, tiền thân của Europa League hiện tại, năm 1973. Sau trận thắng LASK, khi được hỏi về cột mốc mới cùng Liverpool, Klopp đáp kiểu bông đùa: "Nếu vẫn có 50 trận thắng sau vòng bảng, tôi vẫn là huấn luyện viên thành công nhất của Liverpool, nhưng mọi người sẽ ghét điều đó. Cột mốc này thật tuyệt, nhưng tôi có được thành tích này là do các giải châu Âu hiện có nhiều trận đấu hơn trước đây." Trên sân Reflection hôm 21 tháng 9, Liverpool tiếp tục thói quen khởi đầu chậm khi để LASK vượt lên ngay phút 14 nhờ tuyệt phẩm vô lê của Florian Flecker. Sang hiệp 2, đội khách mới bùng nổ với 3 bàn lần lượt của Darwin Núñez, Luis Diaz và Mohamed Salah để lần thứ tư thắng ngược qua 6 trận mùa này. Klopp nhấn mạnh Liverpool sẽ không thắng dễ tại Europa League như kỳ vọng của người hâm mộ. "Tôi biết mọi người mong đợi chúng tôi sẽ băng băng về đích ở giải đấu này, nhưng điều đó sẽ không xảy ra ở vòng bảng hay vòng nó cao", ông Klopp bày tỏ. "Liverpool phải nỗ lực và đó là những gì toàn đội đã làm. Chúng tôi phải tiếp tục học hỏi và cải thiện." Hôm qua, Liverpool thay toàn bộ 11 cầu thủ đá chính so với trận thắng 3-1 trên sân Wolves ở ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Trong đó, Klopp trao cơ hội cho những kép phụ như tiền vệ 18 tuổi Ben Doc, tân binh Ryan Gravenberch, Wataru Endo, hậu vệ Konstantinos Tsimikas và Stefan Bajcetic. "Lý do Liverpool thực hiện những thay đổi này là để chứng tỏ rằng chúng tôi thực sự muốn cống hiến hết mình tại Europa League. Tôi muốn đội hình khát khao thể hiện và tận hưởng trận đấu", huấn luyện viên 56 tuổi lý giải. Ngày 24 tháng 9, Liverpool đấu West Ham ở vòng 6 ngoại hạng Anh, rồi gặp Leicester ở vòng 3 cúp liên đoàn ngày 27 tháng 9, đều trên sân nhà Anfield.